Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Thân tháng Mậu Tý năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thìn Lao giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày canh thân tức can chi tương đồng thuộc Kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch lưu mộc, kỵ tuổi, giáp dần, mậu dần, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khác trong ngày tuổi nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sao cô thần xấu đối với cưới hội sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng tây nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cho nên, với bạn tuổi Tý đang gặp được quý nhân chia chở con đường tình duyên của bạn, nhờ thế mà được khởi sắc, có được cơ hội để tăng thêm các mối quan hệ xã giao với mình, từ đó có thể tìm được người phù hợp với mình nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi tí, cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để không mất nhiều thời gian lãng phí khi đang có cơ hội để thăng tín đến với mình cấp trên sẽ nhìn nhận những biểu hiện của bạn trong thời điểm này nữa. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tí, bản mệnh cũng có thể sẽ thấy nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, đừng có vội thấy khó khăn mà bỏ cuộc. Có nhiều điều khó khăn hơn nữa sẽ điều bám bạn nếu như bạn không chịu cố gắng hết lần này tới lần khác vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim quý nhân chia chở vận trình xuân sẻ tử vi tuổi bính tý thuộc thủy may mắn đi thiêu công việc thuận lợi tử vi tuổi mạo tý thuộc hỏa có thể tìm được nhân duyên phù hợp với mình từ vi tuổi canh tý thuộc thổ hãy nỗ lực để giành lấy thứ mình muốn từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vận trình hanh thông tốt đẹp và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo sẽ cảm thấy chán nạn trong công việc khi mà bạn mệnh không nhận được sự công nhận của cấp trên dù bạn đã cố gắng rất chi là nhiều thương quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Sửu tinh thần bị sa sút thiếu đi sự kiên nhẫn và bạn bạch tuổi xỉu có thể nội nóng với đồng nghiệp cấp trên vì những lý do không chính đáng khiến cho những mối quan hệ ở nơi công sở của mình trở nên tệ hại hơn. Bạn tuổi xỉu, bạn cần phải chấn chỉnh lại bản thân mình, chứ không phải là đổ lỗi cho người khác. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi xỉu, bạn lại đang gặp ngày của thổ sinh xuất cho Kim. Cái điều này cho thấy, con đường tình duyên của bạn cũng đang gặp nhiều trắc trở, lận đận. Và với bạn tuổi Sửu, bạn hy sinh bản thân mình cho gia đình nhưng chưa chắc đã được ghi nhận. Có lẽ bạn đang chọn lầm người phù hợp với mình rồi. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tình duyên trắc trở, không có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, dễ nạn lòng tức những khó khăn, thất bại đến gần tử vi tuổi kỵ sửu thuộc họ, than vạn vì những điều diễn ra không đúng như ý của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ dễ bị cấp trên khiển trách vì làm việc thiếu hiệu quả tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng có buồn bã hãy tìm cách để vực mình dậy Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần chua cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này khiến cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi dần và người ấy trở nên tệ hại hơn hẳn đôi bên chín tranh lạnh không ai muốn nói thêm một lời nào với ai cả những mâu thuẫn trước đó vốn chẳng quá lớn Nhưng do cái tôi của hai người đều chẳng nhỏ chút nào Rồi không ai chịu nhường nhịn ai Cho nên mới, mới gây ra cơ sự như bây giờ Và với bà tuổi dần Nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết Thì sớm muộn gì Tình trạng tan vỡ là khó có thể tránh khỏi Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh những bế tắc trong công việc có thể khiến cho bạn tuổi dần giải quyết được một cách ngon lành và bạn tuổi dần bạn biết cách tìm ra cơ hội từ trong nghịch cảnh thế nên những vấn đề đang còn tồn động trước đó với bạn cũng sẽ nhanh chóng được xử lý vài từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy mau thuận gia đình khiến cho không khí căng thẳng từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa tình cảm trở nên rạn nứt mau thuận gay gắt tử vi tuổi mạo dần thuộc thổ công việc của bức chuyển mình ngoạn mục tử vi tuổi canh dần thuộc mộc biết cách để biến những nhược điểm thành ưu điểm với mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đang có ưu thế nhiều hơn trong mọi chuyện về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi tử vi tuổi mão thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là trong công việc bạn tuổi mão thể hiện sự nghiêm túc bạn hết mình với những gì mình đang chịu trách nhiệm bên cạnh đó bạn đang có được chính án họ thuận cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp cho bạn được thăng tín nhanh hơn và với bà tuổi mão sẽ có đôi chút lo lắng về những khó khăn ở phía trước nhưng suy cho cùng thì chẳng có thành công nào đến một cách dễ dàng cả nào có ai trải thảo hoa hồng để đi đến thành công với những quyết tâm của bạn tuổi mão thì bạn có thể hoàn toàn làm được điều đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có kim mộc tương khắc cái điều này cho thấy với bạn tuổi mão có thể do tập trung quá mức vào công việc cho nên bạn có phần sao nhã trong chuyện tình cảm mặc kệ những lời nhắc nhở của cha mẹ bỏ qua những lời chọc ghẹo của bạn bè bạn thấy bây giờ chưa phải là lốc về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên không như ý dễ bị hiểu lầm từ vi tuổi đinh mão thuộc họ mệt mỏi nhưng không thể từ bỏ tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tự tìm cách để nuôi sống bản thân mình quản hơn ăn bám tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình yêu là thứ kỳ lạ không thể tìm kiếm mãi tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần tự học cách tạo ra tình yêu cho mình vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này bạn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là may mắn với mình chẳng những được tam hợp quý nhân thân tí thìn phù trợ mà bản mệnh tuổi thìn còn có được thần tài ở bên dìu dắt bạn trong ngày hôm nay nữa Ngày này đối với bạn tuổi thìn, tam hợp quý nhân sẽ giúp cho bạn dù là quản độc thân cũng sớm tìm được người chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với mình. Cứ ngỡ tình yêu quá xa vời nhưng lại hóa ra ở ngay trước mắt bạn mà thôi. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Đây là tín hiệu tốt cho chuyện kinh doanh buôn bán với bạn trong ngày và với bạn tuổi dần, bạn thoải mái để thể hiện năng lực của mình và phát triển được chuyện làm ăn buôn bán với mình ngày càng được thuận lợi và mạnh mẽ hơn. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tiền bạc lớn mạnh nhờ biết kinh doanh buôn bán tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm thăng hoa có người tọa tình với bạn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng tìm kiếm ở những nơi quá xa xôi. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hãy dành thời gian để nắm bắt thời cơ phát tài đến với mình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 4 Số 7 Giờ tốt Từ 11 giờ đến 13 giờ Màu sắc cát tường Màu vàng Màu nâu Quý nhân phù trợ Tuổi tuất Tuổi giàu Tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ á cho chúng ta thấy là đây là thời điểm mà tình duyên của bạn tuổi tỵ sẽ cực kỳ là thuận lợi ngày này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày tỷ thân nhị hợp cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ cứ thoải mái mà làm những điều mình muốn người ấy sẽ chẳng ghét bỏ gì bạn vì bạn đã sống đúng với con người thật của mình. Có những lúc với bà tuổi tỵ bạn cảm thấy hoang mang vì không biết phải làm như thế nào để trở thành một nữ hoàn hảo đối với đối phương. Nhưng rồi bạn tự nhận ra rằng đó không cần thiết, bạn chỉ cần hợp nhau là được bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ đang có sự cố chấp quá mức cái điều này khiến cho bạn tuổi tỵ gây ấn tượng xấu với cấp trên khi mà bạn cứ khăng khăng bảo vệ ý kiến của riêng mình mà không quan tâm đến xem liệu mình đang làm có thực sự là đúng đắn hay là không về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ, tình yêu không phân biệt khoảng cách tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ hãy cứ là chính mình như bạn vốn có tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đừng gây ấn tượng xấu với người xung quanh tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên thoải mái tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cố chấp sẽ khiến cho bạn đi lùi nhiều bước Vài đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi Sửu, tuổi Thân. tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang có điểm báo không tốt khi thiền bạc trong tay bạn không cánh mà bay đi bạn tuổi ngọ nhẹ dạ cả tin và phải trả giá một cách nhanh chóng quan về phương diện tình cảm của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này với bạn dễ rơi vào mối quan hệ tình cảm tay ba nếu như cứ mãi nung chiều cảm xúc cá nhân bạn cần phải tự vạch ra ranh giới cho bản thân mình và kiên quyết không bước qua ranh giới đó Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày kim họa mâu thuẫn. Cái điều này cho thấy vợ chồng tuổi ngọ cũng dễ nảy sinh những mâu thuẫn vì những mối quan hệ xã giao không rõ ràng. Và với bà tuổi ngọ, cần phải hiểu được tâm trạng của đối phương thay vì giận hờn, trách móc. Về từ vi tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc kim, mau thuận gia đình, căng thẳng gay gắt, từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tiền bạc hao hụt, do không biết quản lý, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, nhẹ dạ cả tin, cho nên dễ mắc lừa người xấu, từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, cần rạch ròi hơn trong chuyện tình cảm, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đừng có để cho bản thân mình phải chịu thiệt hoài. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 3 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 3 sao Con số may mắn Số 5 Số 8 Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang bị thương quan giáng họa, làm mờ mắt, thiếu đi lý trí làm việc. Và với bà tuổi mùi, bạn thấy nạn lòng trước những khó khăn, không thực sự quyết tâm cho những mục tiêu mà mình đã chọn lựa từ trước. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày thổ sinh chút chua kim. Cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi cũng đang bị sao lãng về mặt tinh thần bởi chuyện tình cảm ảnh hưởng. Người ấy cũng có những hiểu lầm và không chịu lắng nghe lời giải thích của bạn và khiến cho những mâu thuẫn ngày càng căng thẳng hơn. Có những lúc với bạn tuổi mùi bạn cảm thấy bí bách và muốn từ bỏ mối quan hệ hiện tại tình cảm vẫn còn nhưng bạn đã kiệt sức khi cứ phải đi theo sau để giải quyết sự cố xoa dịu cảm xúc cho đối phương nữa rồi đó nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình duyên không thể gượng ép mãi được tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không có tinh thần làm việc tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa thiếu sự chuyên tâm với việc đang làm tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng chỉ dựa dẫm mãi vào người khác và đánh giá của bạn tử mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi thân bạn có được một ngày tài lộc rực sáng con đường tài vật cực kỳ là hanh thông thuận lợi những may mắn về tiền bạc sẽ giúp cho bạn mệnh tuổi thân thay đổi cuộc sống của mình. Và với bạn tuổi thân, bạn cần phải lợi dụng may mắn trong ngày hôm nay để có thể đốn thêm cát khí, thực hiện những kế hoạch quan trọng của mình và thu về những thành công như mong muốn. Bạn đừng có e ngại, nếu có thất bại, phải có thất bại thì mới có thành công được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn lại đang có vấn đề báo hiệu. Và với bạn mệnh tuổi thân, bạn cần phải chú ý giữ ấm cho mình trong những ngày thời tiết lạnh giá. Nếu không, có thể mắc phải các bệnh về đường hô hấp khiến cho sức đề kháng của bạn yếu đi nhiều vài tử vi tuổi giáp than thuộc thủy con đường tài lộc của bạn lý tưởng tiền bạc được dồi dào tử vi tuổi bính than thuộc hỏa kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay tử vi tuổi mậu than thuộc thổ sức khỏe không tốt dễ mắc bệnh về đường hô hấp tử vi tuổi canh than thuộc mộc cần biết chăm sóc cho bạn than tử vi tuổi nhâm than thuộc kim kiếm tiền nhưng cũng cần phải biết tiêu tiền nữa và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu tử vi tuổi dậu thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu tình yêu ngập tràn khi mà bạn đang gặp được ngày có tam hội cục ở bên với bà tuổi dậu bạn chẳng thể nào ngồi in được khi mà người ấy đã bày tỏ tình cảm đến một cách bất ngờ với bạn nữa rồi nhé thực chất cả đôi bên đều đã có tình cảm với nhau trái tim bạn vốn cũng đã rung động chỉ là chờ người ấy bước thêm một bước nữa về phía mình là xác định tình cảm của nhau rồi và bạn hãy đón nhận tình cảm để được sống hạnh phúc bên nhau trong vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cái điều này giúp cho con đường tài chính của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay trở nên vững vàng ổn định hơn Bản mệnh tuổi dậu có thể sẽ cần phải tiết kiệm hơn nữa trong cách chi tiêu của mình để tránh tài lộc bị thất thoát vài từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy tài lộc được ổn định nguồn thu vững vàng từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa có được nhiều cơ hội để tiến về phía trước tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ hãy sống thật với lòng mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đừng có sợ bị tổn thương nếu có nhiều tình cảm tử vi tuổi quý dậu thuộc kim hãy cố gắng để không sa ngã hơn nữa và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này bạn đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn rất chi là khởi sắc và với bà tuổi Tuất có lẽ sẽ sắp đốn đào hoa ập tới đối với những bạn đang quản độc thân thì chẳng mấy nữa là tìm được người có thể chung đường với mình nữa rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, nối tiếp tin vui khi mà con đường tài lộc với bạn đang ùn ùn kéo về nhà. Và với bà tuổi Tuất, sau bao những ngày làm lụng vất vả thì cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt của cây mình vun trồng. Còn đối với những bạn kinh doanh buôn bán, thì trong ngày hôm nay, sức mua tăng lên nhanh chóng của người dân, khiến cho hàng hóa trong kho của bạn dần vơi đi. Mùa mua sắm mang đến cho bạn tuổi tuất biết bao nhiêu là tài lộc, túi tiền của mình lúc nào cũng trong trạng thái căng phòng. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tiền bạc sung túc, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ có được nhiều cơ hội để kiếm tiền về tay. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm không phải lúc nào cũng như mong đợi. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, bạn có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, hãy sống hết mình với những gì đang có. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi than tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi hợi đang có những hiểu lầm nho nhỏ sẽ khiến cho tình yêu giữa bạn và người ấy bị bào mòn và với bà tuổi hợi bạn bị tổn thương khi không được người mình yêu trân trọng đã vậy, trong ngày này với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp phải họa tiểu nhân khi mà thiên quan xuất hiện không ngừng dựa trò phá hoại công việc của bạn. Bạn mệnh tuổi hợi cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra thì lại phải làm lại từ đầu nữa. Với bạn tuổi hợi cũng nên phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa, đừng có để cho đối phương qua mặt hết lần này tới lần khác như vậy ai cũng có giới hạn của riêng mình và bạn hãy khẳng định mạnh mẽ điều đó vài từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình cảm diện tín không được xun xỉa từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ dễ bị tiểu nhân quấy phá công việc khó khăn từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc công sức bỏ ra tan thành mây khói từ vi tuổi tân hợi thuộc kim hiểu lầm gây gắt vì những chuyện chẳng đáng, từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, tình cảm càng ngày càng phai nhạt. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.